Một cái câu chuyện đời về hoàn cảnh của chị Bích Vân rất là đau thương trong cuộc sống. Hai vợ chồng cũng ước nguyện, thề nguyện bên nhau đến suốt cuộc đời này, răng long đầu bạc, sẽ sống với nhau thật là mỹ mãn và hạnh phúc. Nhưng đến một ngày nào đó, chị Bích Vân đổ bệnh thì đi khám thì biết mình bị thận, bệnh thận. Bác sĩ kêu phá bỏ cái bào thai con của mình. Nhưng bởi vì trái tim của người mẹ thương con của mình nên đành phải giữ con lại và tiếp tục điều trị căn bệnh của mình. Cũng là cái ngày đó, người chồng của chị Bích Vân đã không còn yêu thương chị ấy nữa. Họ thay lòng đổi dạ, họ rời xa người vợ của mình, đi tìm một cuộc sống mới, một bến bờ mới, một niềm vui mới. Bỏ lại người vợ phải xa chồng, người con phải xa cha trong cuộc sống này. Nỗi khổ và niềm đau, một người con gái mới bắt đầu bước vào đường tình, một người con gái yêu thương chồng của mình hết lòng, một người con gái mang cả tấm chân tình để thương chồng của mình. Biết được cái ngày người chồng của mình đi tìm một cuộc sống mới, rất là đau thương, rất là đau lòng. Hàng đêm chị Bích Vân khóc cho nỗi lòng của mình. Và chị ấy có tâm nguyện rằng được có nhiều sức khỏe để có thể sống với đứa con gái của mình, được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Đối với những ai có được một cái tình yêu, tình chồng nghĩa vợ, sống với nhau gắn kết bền vững là một điều may mắn và hạnh phúc. Còn đối với chị Bích Vân, giờ đây cũng bởi vì bị bệnh mà người chồng phải ruồng bỏ và xa lánh. Cái câu hẹn ước, hẹn thề năm xưa, người ta đâu có còn nhớ nữa. Người ta đã đi tìm niềm vui mới, người ta đã đi tìm một cuộc sống mới, để giờ đây cho người vợ của mình phải nuôi con nhỏ, khóc thầm trong cái nỗi lòng, trong cái nỗi tâm tư, trong cái nỗi buồn. Và chị Bích Vân nhận được cái tình cảm yêu thương của từ Mạnh Thường Quân, đó chính là cô Vicky và chú Hưng thương cảm cho hoàn cảnh của chị Vân trong cái lúc khó khăn, tặng món quà tình thương cho chị Vân để có thể có tiền chạy chữa. Món quà tình thương của cô Vicky và chú Hưng ở xa nửa vòng tròn trái đất, nhưng lúc nào trái tim cũng nhân từ và độ lượng, lòng bao dung bác ái. Thì cô Vicky, chú Hưng thương cho hoàn cảnh của chị Bích Vân bị bệnh, nên giờ đây cô Vicky với chú Hưng tặng quà cho chị Vân cái số tiền 300.000. Con chúc cho cô Vicky với chú Hưng nhiều bình an, nhiều sức khỏe, làm ăn nhiều tài lộc để giúp hoàn cảnh khó khăn hơn trong cuộc đời này nữa. Cầu chúc cho vợ chồng cô chú sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời hàng sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức lành ngày hôm nay, xin Đức Phật A Di Đà từ bi tác đại chứng minh. Con xin mời quý vị, tất cả mọi người xem cái món quà tình thương mà chị Vân nhận về 300.000 từ món quà của cô Vicky và chú Hưng gửi tặng cho chị Vân. Xin cảm ơn món quà của cô chú rất là nhiều. Thank you.
chờ mẹ đi làm kiếm tiền để đi bỏ. Giờ gia đình cũng khó khăn lắm. Số tiền là 300 ngàn của vợ chồng cô chú Vicky và chú Hân ở bên Mỹ để tặng cho con rất là
là vui. Cô cảm ơn hai vợ chồng cô chú rất là nhiều. Con chúc cho hai vợ chồng cô chú ở bên Mỹ. Con cảm ơn cô Vicky và chú Hưng đã cho con số tiền này để con đi chợ Thận. Đây là con gái của con là Nguyễn Ngọc Võ Trang, nay được 6 tuổi. Rồi con mang bầu nó được 7 tháng mấy á, thì con bị phù. Rồi con đi khám thì bác sĩ nói là con bị thận hư. Bác sĩ kêu con nói là phải bỏ cái thai đi để trị bệnh cho nó dễ, với lại không cần phải đi chạy thận. Con thấy con của con nó đủ hình hài rồi, nó lớn rồi, con không có bỏ nó được. Thà con để con đi chạy thận, rồi con xin bác sĩ sanh non nó. Con sanh nó 7 tháng mấy được có 2,3. Con sanh nó xong rồi 10 ngày. Rồi lúc đầu thì chồng con thì còn lui tới để thăm con với con của con. Rồi dần dần rồi không có về nhà nữa. Rồi giờ là ảnh có vợ khác ngoài Côn Đảo, không có về đây nữa. Giờ con ở với mẹ ruột của con. Mẹ con năm nay 58 tuổi rồi. Giờ mẹ con đi làm kiếm tiền, ai kia gì làm đó để kiếm tiền cho con đi chạy thận hàng tuần. Bác sĩ kêu con nói là tuần đi 3 lần là con không có tiền, con đi có 2 lần rồi. Rồi giờ con cũng không có mong gì hơn nữa, con chỉ cầu con có sức khỏe, con sống với con thêm vài năm nữa thôi, rồi con lớn thêm miếng nữa thôi. Mà giờ cái tay của con chạy được 6 năm rồi, giờ nó chạy thận tiếp. Bác sĩ kêu là mổ sớm nào tốt nấy, chứ để đặt thêm cổ nữa thì tốn tiền nữa. Nên là con buồn lắm. Dạ, không có tiền mà con còn bệnh gì nữa. Nên là bữa nay con nhận được cái số tiền là 300 ngàn của vợ chồng rồi. Con biết kêu và chú Hương đi Mỹ. Con mừng lắm. Con vui lắm. Cảm ơn vợ chồng cô chú rất là nhiều. Con cầu chúc cho cô Vicky và chú Hân ở bên Mỹ được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc để có tiền giúp đỡ những người khó khăn giống như con. Con xin cảm ơn rất là nhiều. Con cảm ơn bà. Con cảm ơn ông bà để cho tiền cho cô đi chạy thận. Con chúc ông bà mạnh khỏe.